Xin chào các bạn nha. Bữa hôm nay mình sẽ về mình tiến hành mình ép cái cành sung này nha các bạn ha. Mình có cái cây sung này, nó gốc nó rất lớn này các bạn ha. Mình chiếu gần lại cho các bạn xem. Cái gốc lớn dữ lắm rồi. Cái gốc này nó khoảng chừng 80 các bạn. Đó. Nó 4 tay, 4 5 tay rồi. Toàn cảnh cái cây sung như thế này, nó trái rất nhiều rồi nha các bạn nha. Mà bây giờ thì nó hết trái rồi, nó hết cái đợt trái này rồi thì mình tiến hành mình ép cái cành này. Lý do là cái cành nó bị đơ quá các bạn. Đây, cành này đây, cái cành này nó từ dưới gốc nó lên khoảng chừng 20 thì nó ra một cái cành này, nhưng mà nó đơ quá. Bây giờ mình muốn cho nó kéo xuống, kéo cho nó ngã thấp xuống nữa thì mình sẽ tiến hành mình là ép cái cành này, nhưng mà cái cành này giờ nó lớn quá rồi, nó phải bằng bằng gần bằng cổ tay của mình nè, gần bằng cổ tay người lớn này các bạn thấy không? Đó. Và bây giờ không có cách nào để mà mình kéo nó xuống, mình ép nó xuống cho nó ngã xuống được. Rồi bây giờ mình phải dùng cái cách này, tức là mình xẻ cái dọc cái thân này ra. Đó, mình tiến hành mình khoan khoan cái lỗ ở đây, rồi mình để cái lưỡi cưa vào, mình cưa dọc theo cái thân này, dọc theo một đường như này, rồi mình sẽ tiến hành mình băng lại, rồi mình mới kéo xuống. Mình phải xẻ dọc ra các bạn, chứ còn cái này nó lớn dữ lắm rồi, nó bằng cổ tay rồi, không cách nào mà kéo xuống được, nên là mình phải xẻ ra, xẻ dọc ra. Rồi sau khi xẻ xong thì mình mới cuốn băng keo lại cho nó khỏi nước vô, nó sẽ khỏi sợ bị thúi đó. Rồi mình mới tiến hành mình kéo xuống. Đây là một cành nha các bạn nha. Nó cành nó đơ, nhìn thấy nó đơ nó xấu lắm. Rồi cái cành thứ hai. Cành thứ hai ở đây cũng vậy. Đây các bạn thấy không? Cái cành này. Cành nó đơ lắm. Nó ngang tràng là như này. Nó không có đẹp các bạn. Đó, bây giờ mình muốn cho nó ngã xuống. Các bạn thấy không? Thấy nó đơ không? Đó, mình sẽ tiến hành mình kéo xuống. Kéo xuống thì cái cành này nó cũng lớn dữ lắm rồi, nó lớn, nó lớn bằng hơn ngón tay cái của mình nè các bạn thấy không? Bây giờ mình cũng tiến hành vậy, mình dùng cưa mình sẽ dọc cái thân này ra, sẽ dọc cái thân này ra, rồi mình mới băng lại cho nó kín lại, cho nó đừng có bị nước vô, rồi mình mới kéo xuống được các bạn nha, mình mới ép xuống được. Thì bữa nay mình sẽ về mình làm rồi mình quay lên cho các bạn xem nha. Mình quay lại cái toàn cảnh cái cây sung này. Cây sung này hôm trước mình cũng có quay cho các bạn coi rồi. Nhưng mà mình chờ cho nó hết trái rồi bữa nay mình mới tiến hành mình kéo xuống. Đây, cành này cũng đơ lắm nha các bạn. Cành này nhỏ thì mình còn có thể ép xuống được. Thì lúc trước cái cành này cũng vậy này, cái cây này cũng vậy này các bạn. Nó không có cong như thế này đâu. Nó không có cong được như này thì mình cũng tiến hành mình xẻ nó ra các bạn thấy không? Thấy cái nốt cưa vẫn còn. Mình cưa ngồi dọc thân nó ra rồi mình mới kéo xuống. Rồi quay lại toàn cảnh cho các bạn xem lần nữa nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình làm mình demo lại cho các bạn xem. Rồi quay lại toàn cảnh cho các bạn xem nữa nha. Đây, các bạn thấy không? Thấy cái cành này nó đơ, nó chàng hạng, nó ngang ra cho nó không có đẹp, nó không có điệu đà, nó không có mềm mại các bạn. Đó, cành này cũng vậy nha các bạn nha. Đó, nó ngang chàng hạng ra như thế này, nó đâu có mềm mại gì đâu, nó suông đuột à. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ đi vô mình lấy cái cưa các bạn. Thì cái cưa cái để mà mình đúc được cái lưỡi cưa qua đó thì mình nên khoan trước nha các bạn ha. Mình khoan một cái lỗ nhỏ để mình dùng cái lưỡi cưa này, là cái lưỡi cưa lộng nha các bạn. Cái lưỡi cưa lộng này thì đúng ra là mình nó có cái giá nữa để cho mình cầm mình cưa nó dễ, nhưng mà nếu mà có cái giá thì nó vướng, tại vì cái này nó có nhiều cành, chi cành ở xung quanh nữa, cho nên là mình đưa nguyên cái cán cưa vô nữa thì nó vướng lắm, cho nên mình lấy cái lưỡi thôi.
rồi mình khoan một cái lỗ. Cái lưỡi cưa lậu thì các bạn biết rồi, nó mỏng mà nó nhỏ xíu à, để mà mình lòn qua cái lưỡi cưa, qua cái lỗ khoan đó, rồi mình cưa dọc theo cái thân cây nha các bạn nha. Thì cái cây nó không có chết, tại vì có cái chất dinh dưỡng thì nó đi theo chiều dọc mà, nó đi dọc theo cái các cái mao mạch để nó dẫn lưu các cái chất dinh dưỡng cũng như là nước, nó để nó nuôi cây nó, cho nên là không có sợ chết rồi các bạn. Mình tiến hành mình cưa ra nha các bạn ha. Thì mình cứ từ từ mình làm, mình cưa cho nó cái vết cưa nó ngọt thì cái vết thương nó sẽ mau lành các bạn. Để mình cưa một chút nữa là được rồi nha các bạn nha. Đây các bạn thấy không? Bây giờ mình cưa nè, đó nó ra một cái khe nè. Đó thì bây giờ mình kéo xuống nó mới dễ nha các bạn ha. Thì tùy theo cái cây, có khi nếu mà cái này nó cái nhánh này mà nó lớn quá đó, cái cành này lớn quá thì mình có thể là cưa ra làm 3 phần thì nó sẽ kéo xuống dễ hơn. Nào, các bạn thấy không? Giờ nó đã. Nè, các bạn thấy không? Nó hở ra. À, đây, bây giờ mình kéo xuống nè. Nó rất là dễ dàng nha các bạn nha. À, thì nó sẽ mềm mại hơn, nó không có đơ, cành nó không có bị đơ. Đây là cưa thêm một chút nữa nha. Cái này đúng ra mình phải có cái giá của cái cưa lọng này nè. Nhưng mà mình không có cái giá thì mình cưa bằng tay như thế này luôn cũng được. Nó hơi chậm một chút thôi. À, đó, mình kéo xuống rất là mềm mại rồi nha các bạn nha. Để các bạn thấy không, bây giờ là mình đã cưa ra rồi, cưa các bạn thấy nó khe hở không đó, bây giờ là nó hở ra một cái đường ở giữa. Thì cái mạch gỗ mà để nuôi nó không có bị đứt ngang như thế này. À, nó chất dinh dưỡng nước rồi nó di chuyển theo cái chiều dọc của cây mà, cho nên là nó sẽ tiếp tục vẫn nuôi được cái phần trên này. Lý do là nó dẫn chất dinh dưỡng nước từ dưới gốc nó lên, đi theo cái chiều dọc này chứ không bao giờ nó đi chiều ngang. Nếu mà mình cưa cái cây mà cưa ngang vậy là nó sẽ chết các bạn. Nhưng mà mình cưa dọc như thế này thì nó vẫn hai bên này nó vẫn còn cái mạch nó để nó nuôi nha các bạn nha, nó không có bị đứt ngang qua. Đó, rồi bây giờ mà các bạn thấy không, mình đã cưa được rồi nè, xong rồi. Thì bây giờ là mình lấy, mình thổi cho nó. Cho nó sạch những cái mạc cưa đi. Mình thổi cho sạch sẽ hết các cái mạc cưa đi. Để cho nó hai cái mạch này nó được sạch cho các bạn. Thì hai cái mạch gỗ này nó sẽ mau liền với nhau. Đó, rồi bây giờ mình dùng băng keo này. Băng keo này thì mình dùng băng keo để cuốn dây điện đó các bạn. Đó, để mình sẽ cuốn vô nha. Đó, để cho nước nó không có bị ngấm vô đây nha các bạn. Thì bảo đảm là nó không có bị thối. À, các bạn thấy không? À, mình sẽ cuốn kỹ lại. Nếu mà mình cuốn kỹ lại rồi thì mình mới
dùng dây để mà mình kéo nó xuống. Đối với những cái cành nhỏ thì mình có thể là nẹp một cái dây nhôm vô đây các bạn. Mình có thể nẹp cái dây nhôm vô đây rồi để mình uốn, nhưng mà cái cành này nó lớn nè, cho nên là cái dây nhôm nó cũng không có thể nào chịu nổi, mà mình phải dùng cáp để mình kéo nó xuống. Thì như vậy là khoảng chừng 3 tháng thôi thì nó đã liền lạc rồi các bạn. Là mình sẽ mới, khi mà nó liền lạc rồi, nó cứng cáp rồi thì mình mới gỡ băng keo ra nha. Đó. Các bạn thấy không? Mình cuốn lại. Nó sẽ được an toàn hơn, không có bị thấm nước vô. Mình sợ là nó sẽ mục cái gỗ ở bên trong. Rồi mình đi lại một cái phòng lên trên này luôn. Thì mình làm như thế này khoảng 3 tháng. 3 tháng sau thì mình gỡ ra. Lúc đó mình sẽ quay lại để cho các bạn tham khảo nha. Cũng dễ thôi các bạn. Cái này mình đòi hỏi cái tính kiên trì một chút. Để trồng cây kiểng cũng là một cái hình thức giải trí và rèn luyện cái lòng kiên nhẫn nha các bạn nha. Mình cũng phải kéo từ từ thôi, chứ không có thể dùng kéo một cái một được. Mỗi ngày mình kéo một chút, mặc dù là mình đã cưa nó ra như thế này rồi, nhưng mà khi mà mình kéo xuống thì mình cũng phải kéo từ từ. Mỗi ngày mình dùng tăng đưa, lát nữa mình sẽ dùng cái tăng đưa cho các bạn xem. Rồi mình kéo xuống, mỗi một ngày mình kéo một chút thì nó mới bảo đảm an toàn được nha các bạn. Chứ nếu mà mình kéo liền một lần một thì sợ là nó gãy nha các bạn nha. Rồi như vậy là mình đã xong rồi nha các bạn nha. Rồi giờ mình mới sẽ dùng dây cáp để mình kéo nó xuống. Kéo nó xuống thì mỗi một ngày mình kéo một chút như vậy các bạn nha. Để mình lấy dây cáp ra. Rồi, như vậy là nãy giờ mình đã làm xong rồi các bạn ha. Mình không có người quay cho nên là mình phải làm xong rồi mình mới quay lại cho các bạn xem. Thì mình xin nhắc lại nữa là mình đối với những cái cành mà nó bự đó, thì mình phải xẻ dọc theo cái thân này, dọc theo cái thân này, rồi mình lấy dùng băng keo đó các bạn, mình cuốn chặt lại để cho nó tránh mưa nắng, nhất là nước mưa nó lọt vô đây thì nó rất là mau, rất là lâu liền sẹo, mà có khi là nó còn thúi cái thân nữa nha các bạn ha. Thì mình xẻ dọc như này thì không bao giờ cái cành này nó chết được các bạn. Lý do là cái đường dẫn các cái mao mạch mà nó dẫn chất dinh dưỡng cũng như là nước lên đó, thì nó đi theo dọc theo cái thân này, chứ không bao giờ đi ngang. Nếu mà mình mà cắt ngang như này là nó chết nha các bạn. Nhưng mà mình xẻ dọc cái này thì không bao giờ chết được. Mà thậm chí ở đây như cái thân này mình đã xẻ này các bạn, thấy không? Cái thân này nó to bằng cái đùi mình đó, mà cái vết thẹo nó vẫn còn này các bạn, thấy không? Mình xẻ dài từ trên này xuống, các bạn thấy không? Nó cong này đó. Cái thân này đâu có cái thân nào cong được như thế này, nhưng mà trước nó thẳng đuột rồi các bạn, nó thẳng đuột thì mình mới xẻ như vậy và mình dùng cáp mình kéo xuống. Thì bây giờ nó đã liền lạc rồi các bạn thấy không, đó là liền. Thì giờ cái này cũng vậy, cái này nó nhỏ mà, nó bằng ngón tay cái mình, thì mình xẻ dọc ra như vậy, chứ nó to như thế này rồi thì không có cách nào mà uốn được đâu. Rồi sau khi mà mình băng lại cẩn thận rồi thì mình dùng cáp nha các bạn. Đây các bạn thấy không, đây mình dùng cái cáp mình níu nó xuống gốc này đó. Đây là cáp nha các bạn, cáp mới chịu nổi nha các bạn. Rồi mình mua một cái tăng đưa này đó, các bạn thấy không, tăng đưa này đó, mình chơi cảnh thôi mà cũng rất là tốn kém các bạn thấy không, bởi vì đam mê thôi các bạn, chứ mình không phải là nhà vườn chuyên nghiệp, cũng chẳng mua bán gì, nhưng mà mình thích thì mình trồng thôi. Bởi vì mình mà trồng cây cảnh đó các bạn, thì ngoài cái giải trí ra nó giúp cho con người ta thư giãn các bạn, ngắm nhìn những cái cây cảnh mà nó lớn lên hàng ngày, thì những cái stress, những cái lo toan cơm áo gạo tiền hàng ngày nó quên đi các bạn. Nhưng mà nó cũng tốn kém nha các bạn. Hay cái này mình phải mua bằng inox nè các bạn. Bởi vì
mình phải phơi mưa phơi nắng cái này hàng 3-4 tháng các bạn. Thì khi mà mình nấu cáp này như thế này vô rồi thì mình mới 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 tăng đưa các bạn nha. Bây giờ mình có một tay quay thôi, mình không có tăng đưa được, lát nữa mình đặt máy là mình tăng đưa thì cái này nó sẽ kéo xuống các bạn. Thì mình cũng không có nên kéo một lượt một cho được như ý nha các bạn, bởi vì mặc dù mình đã xẻ ra rồi, xẻ cái thân ra nó đã mềm rồi, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm, nó dễ gãy lắm các bạn, cho nên là mình phải kéo từ từ. Bởi vì trồng cây cảnh này nó cũng rèn luyện cho con người ta cái tính kiên nhẫn nữa các bạn, không có thể là nào mà một sớm một chiều mà thành những cái tác phẩm bonsai đẹp được đâu, phải có thời gian. Thì mình mỗi một tuần lễ mình sẽ kéo xuống một chút, mình kéo xuống khoảng một phân thôi, mỗi một tuần lễ mình đi xuống một phân thôi, thì từ từ mình kéo trong vòng 2-3 tháng là nó xuống như ý mình rồi các bạn. Rồi khi nào mà nó ổn định xong thì mình mới gỡ dây ra. Cho nên là các bạn đừng có ngại tốn tiền, đã chơi cảnh không có tốn tiền được, không sợ tốn tiền được các bạn. Mình mua cái này là bằng inox nha các bạn, 304, để cho nó phơi mưa phơi nắng ở ngoài 3-4 tháng trời lận. Nếu mà mình mua bằng sắt thì nó mau hư lắm các bạn. Rồi mình xin quay lại cái cảnh bên này nữa cho các bạn xem nha. Nha các bạn thấy không? Đây, đây cũng vậy đó các bạn. Cảnh bên này còn to hơn nhiều, to bằng cổ chân của em bé rồi, to gần bằng cái cổ tay mình các bạn thấy không? Rồi mình cũng xẻ ra, xẻ dọc ra, rồi mình vệ sinh sạch sẽ cái vết cắt đó đi, rồi mình cuốn băng keo lại. Băng keo này là băng băng keo đen, mình dùng cuốn dây điện thôi các bạn. Đó, mình cuốn rồi mình mới dùng, cũng dùng dây cáp này các bạn. Đó. Dùng những cái tăng đưa này. Thì mỗi một lần mình tăng đưa mình kéo xuống một vài phân, một phân thôi, một tuần lễ một phân thôi các bạn, để cho nó được bảo đảm an toàn, bởi vì không có gấp gì hết các bạn. Muốn cho một cái tác phẩm đẹp thì mình phải uốn từ từ. Nó cũng như là con người thôi, nếu mà những cái cành còn non như thế này thì mình uốn nó dễ lắm, như trẻ con chẳng hạn, mình dạy trẻ con á, khi mà nó còn còn trẻ đó, nó ngây thơ thì dễ uốn lắm, như là một trang giấy trắng thôi. Nhưng mà nó đã lớn trưởng thành rồi thì dạy rất là khó các bạn, phải uốn nắn từ từ đó các bạn thấy không. Đối với cái cây này nó to bằng cái bắp đùi mình này, mà mình vẫn uốn được các bạn thấy không. Đó, uốn uốn nó cong hình chữ C như thế này các bạn thấy không? Đây coi những cái vết na, những cái vết hồi trước mình xẻ này các bạn, mình xẻ dài 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 theo cái thân nó đó, bây giờ nó vẫn còn nữa. Mình quay lại cho các bạn xem đó, những cái vết vết cắt hồi trước của mình đó. Đó, các bạn thấy không? Đó. Thì bây giờ mình đã đi dây cáp được xong xuôi rồi, thì bây giờ mình sẽ đặt máy lên cái giá, rồi mình mới tăng đưa, mình kéo cái này xuống. Thì mình mỗi một lần quay á là nó đi như thế này các bạn này. Đó, nó kéo xuống rất là rõ ràng. Thì mình cũng xin nhắc lại là mình không phải là nhà vườn chuyên nghiệp, mà chỉ là cái người yêu thích cây cảnh thì mình làm thôi. Cho nên là mình làm với một cái ý thức bảo vệ cái cây tối đa, tránh can thiệp những cái kỹ xảo quá nhiều, làm cho cái cây nó bị đuối sức đi các bạn. Mình không phải là buôn bán gì, cho nên là mình hướng dẫn các bạn làm sao để bảo vệ cái cây cảnh của mình nó sống cả hàng vài chục năm cho đến hàng trăm năm thì nó mới có giá trị các bạn. Các bạn thấy những cái tai vò, đây là gọi là các cái tai vò nha các bạn nha. Cây này rất là nhiều trái nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Giờ nó đang ở đâm ra nữa nè. Mỗi một cái tai vò này thì mình đừng có nên cắt đi nha, nó còn có trái liên tục. Đó, các bạn thấy không? Mình chiếu lại một vòng nữa cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ mình các bạn so sánh nha. Bây giờ thì nó còn đang đơ như vậy, lát nữa mình kéo xuống. Thì mỗi một tuần mình sẽ kéo xuống một ít. Đây, quay lại toàn cảnh cho các bạn xem nha. Rồi mình giờ mình đặt cái máy lên giá để mà mình rồi bây giờ mình sẽ kéo cái tăng đưa này nha các bạn. Mình xoay cái này thì nó sẽ, cái tăng đưa mà nguyên tắc của tăng đưa nó sẽ rút hai cái đầu vô thì nó sẽ kéo xuống. Rồi mình chú ý là mình kéo từ từ nha các bạn nha. Mỗi một tuần mình cho nó đi xuống khoảng một phân thôi. Thì 4 tuần, 5 tuần là nó xuống 5 phân là gần đạt yêu cầu rồi nha các bạn nha. Như cái cành này thì mình muốn cho nó xuống khoảng cỡ này, xuống khoảng khoảng 5-6 phân nữa thôi thì cái cành này nó tạo cái dáng đổ xuống, nó lả lơi và nó mềm mại hơn là nó đơ như thế này.
Rồi mình bây giờ mình, các bạn chú ý cái cành này nó đang là đi xuống nha các bạn nha. Đó, mình mới bắt đầu mình xoay các bạn, mình xoay. Đó. Các bạn thấy nó đi không? Đó, các bạn thấy nó xuống không? Để chú ý mình đừng có nóng vội quá, mình cho xuống nhiều quá nha. Mình cho xuống nhiều quá thì cái vết cắt này nó không an toàn, nó có thể làm nứt ra thì nó uổng dữ lắm. Cũng xin nhắc lại các bạn là trước khi mà mình xẻ cái cây này ra để mà mình uống đó, thì mình lên cắt nước đó. Mình cắt nước nó khoảng 3-4 ngày để cho cái lượng nước ở trong thân nó giảm bớt đi, thì cái cành nó dẻo hơn, nó không có giòn nha các bạn nha. Rồi mình tiếp tục quay, các bạn thấy nó xuống không? Thấy nó xuống không? Xuống nhìn thấy, đó, các bạn thấy không? Xuống rất nhanh, rất lả lơi rồi các bạn ha. Đó, gần đến, đó thôi, mình như vậy thôi, các bạn thấy không? Thì tuần sau mình lại kéo xuống nữa. Chứ nếu mà mình tham lam mình kéo xuống nhiều quá thì nó không được an toàn nha các bạn nha. Rồi đây là cái kỹ thuật mà mình uốn một cái cành bự, kể cả những cái cành rất là lớn, kể cả những cái gốc to như thế này, mình cũng có thể uốn được với cái phương pháp xẻ dọc ra như thế này. Mình sẽ có những cái cành mà nó to quá mình phải xẻ làm ba các bạn, rồi mình kéo xuống. Thì vừa làm với một cái tính cách hết sức kiên nhẫn để cho nó xuống từ từ thì chắc chắn là nó sẽ đạt được như ý muốn của các bạn. Rồi đây là những cái chia sẻ mang tính chất cá nhân thôi, những cái kinh nghiệm mà của cá nhân, không phải là nhà vườn chuyên nghiệp. Các bạn nào mà có những cái kinh nghiệm tốt hơn thì mời các bạn comment ở bên dưới để giúp cho chúng tôi học hỏi các bạn và có những cái chia sẻ học hỏi lẫn nhau để chúng ta chăm sóc những cái cây cảnh cho tốt, để chúng ta trưng bày giống như là một cái thú vui giải trí tao nhã, để cho các bạn và chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Rồi cuối cùng xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin chào các bạn.